cứu. Cứu với. Có ai không? Có ai không? Ôi, xin lỗi anh, nửa đêm làm anh giật mình rồi. Anh đến đây là thuê phòng hay cắt tóc? Cắt tóc và thuê phòng. Trà mới trên núi giúp anh an thần. Này, cô làm gì đấy? Quy tắc ở đây, nếu là khách quan trọng đều phải dùng dụng cụ mới, thể hiện sự kính trọng. Không ngờ tiệm nhỏ trên núi Quan Sơn cũng có nhiều quy tắc như vậy. Khách hàng là thượng đế mà. Cho hỏi anh muốn có tóc kiểu gì? Ngắn một chút, thay đổi càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là làm cho người khác không nhận ra tôi. À đúng rồi, sau đó thì làm cho tôi một cái giống kiểu tóc này. Tôi hiểu rồi. Tôi chợt mắt chút, cắt xong gọi tôi. Được. Thả tôi ra. Đừng. Thế nào, cắt đẹp chứ? Để tôi gọi đầu cho anh. Đừng đừng, anh còn muốn dùng loại dầu gội tốt nhất, đúng không nào? Không vấn đề gì. Máu của anh mới là loại dầu gội tốt nhất. Cho anh đắp mặt nạ, thư giãn đi nhé. Đau lắm sao? Những động vật nhỏ bị anh giết còn đau gấp ngàn lần. Đi chết đi. Tiệm cắt tóc kinh dị. Sư phụ à, Hóa Tử, sao trên sàn nhà có chết báo gì? Có phải vị khách xăm mình làm không? Sáng nay anh ta đem về một con thỏ, nói là muốn ăn thịt.
Cái này không phải anh ta giết thỏ đi chứ? Thằng khốn đi, con mua cái này sao? Sư phụ à, cái này không phải là sư phụ đem về sao? Sư phụ nói sẽ có khách hàng quan trọng tới. À, ta quên mất. Cái này cũng là sư phụ đem về. Cô còn ngạc nhiên mà, đồ này không giống loại kéo để cắt tóc. Sư phụ à, sư phụ đi, con nói đồ chơi này có thổi chết người không? Cái đó thì con không biết, ta thấy có thể đi. Dọn dẹp đi, ăn cơm thôi. Giờ đây vào đi. Đây là đâu? Dẫn mình tới đây làm gì vậy? Mở bút tiên đi. Nói cho cô biết, bút tiên này không phải dễ dàng mới có thể mời đến, nhất định là phải theo quy tắc cũ, nếu không sẽ không linh nghiệm. Cậu xem, cậu xem nè, giúp cậu bố trí, giúp cậu bố trí thế nào? Vậy mời bút tiên đều có quy tắc gì? Quy tắc à? Đầu tiên phải cắm hương tế bái. Điều thứ hai rất quan trọng, phải dùng bút lông. Đúng bây giờ rất nhiều người dùng bút chì, bút bi, những cái này đều không đúng. Điều thứ ba, người tham gia mở bút tiên nhất định là phải nhắm hai mắt lại, chuyên tâm cầu nguyện, cho dù nghe thấy gì cũng không được mở mắt, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Điều thứ tư chính là phải đem bút tiên mời tới, tiễn về trong thế giới của đó, nếu không sẽ bị bút tiên bám lấy, không được bình an. Này tiểu mạng à, tiểu mạng, cậu có nhìn thấy những người đó và những chữ đó không? Chữ gì? Ở đó có gì đâu. Tớ vừa, có phải cậu qua mắt rồi không? Đã lấy quy tắc cho cậu xong, chúng mình bắt đầu thôi. Đi thôi. Tiểu mạng, bút tiên đến rồi. Tiểu mạng à, bút tiên đến rồi. Nhanh nói ra tâm nguyện của cậu đi, có thể thực hiện giúp mình sao? Ý cậu là gì? Lạ quá. Lạ gì chứ? Mời bút tiên, không tiễn theo đúng quy tắc, các cô sẽ chịu đựng sự trừng phạt. Nhắc vậy mà cũng đòi chơi bút tiên. Chơi bút tiên cũng không gọi tớ. Tiểu Thịnh, đáng ghét, hù bọn tớ. Alo, ba, Tiểu Mạng. Ba à, ngày mai con về. Cái gì cơ? Ngày mai về hả? Tốt quá. Khi nào về tới? Có thể là tối mới về. Đi đường cẩn thận nha con. Vâng, con biết rồi. Ba, tạm biệt. Tạm biệt con. Thành đáng chết, không nghe điện thoại còn cướp máy. Mong cô ở miền cực lạc mau được đầu thai kiếp sau. Sau này
Sau này đừng đến tìm tôi nữa. Đồ đạc của cô tôi đều để ở đây nè. Đổ thêm tiền giấy cho cô. Cô đại nhân đại lượng, tha cho tôi được không? Chết sớm, đầu thai sớm. Tại sao không cứu tôi? Tại sao không cứu tôi? Tại sao không cứu tôi? Tôi biết tôi sai rồi, tha cho tôi đi. Tôi lại cô, còn không được sao? Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi lại cô. Tôi sai rồi, cô tha cho tôi đi. Tôi xin cô, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Cô tha cho tôi có được không? Tiểu Mặn, em yêu sao vậy? Em yêu sao vậy? Sao hôm qua anh tắt máy, hôm nay còn đến muộn nữa? Hôm qua ở ngoài máy hết pin rồi, hôm nay có chút việc đến muộn rồi. Lần sau sẽ chú ý hơn. Lần sau sẽ chú ý được rồi. Lúc nào cũng chảnh mãn như vậy, sao anh dám dẫn anh đến gặp ba chứ? Em đã nói rồi, tính ba em không tốt. Mà thấy anh như vậy thì nhất định sẽ nổi giận. Được rồi em yêu à. Ai biết sai rồi, em đừng giận nữa. Còn cái giận này nhanh già lắm. Tuy em có xem thiếu nữ xinh đẹp, nền tảng tốt, nhưng cũng không nên như vậy. Đừng giận nữa mà. Anh bớt mồm miệng lại đi. Em nói nghe đi, anh lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Ba em không hồ đồ đâu. Tôi lệnh thưa sếp, nếu anh không hoàn thành tốt nhiệm vụ mà anh giao thì ba trói anh lại rồi ném mình xuống núi. Đến một mình là bạn với hổ cái, được chứ nào? Hổ cái hả? Ở đây có một con nè, anh đừng mơ đa tình. Để anh lấy anh, để anh làm cho. Được rồi Tiểu Mặn, mình đi thôi. Dương Tiểu Chí, anh dành một chút được không? Sắp lỡ xe rồi, tới ngay. Tiểu Mặn, anh có chuyện muốn nói với anh. Năm nào sẽ đi cùng chúng ta. Đi đâu? Nhà em. Không được, em không mời cô ta. Em xem như là giúp anh được không? Năm nào bọn họ muốn nạp bài tốt nghiệp ngành mỹ thuật. Quán nhà nói gia đình em có phong cảnh rất đẹp, muốn gia chạm và tô màu cuộc sống. Ba cô ta cũng đã mở lời rồi. Em nói anh có thể từ chối sao? Đây chẳng qua cũng là không còn cách nào khác. Nhưng mà anh biết em không thích cô ấy, nhưng em xem như giúp anh được không? Được rồi. Hỏi bên kia. Chào. Chào. Để tôi giúp.
Cảm ơn. Mệt không con? Có con sao? Con khỏe. Chào chú. Ừ, chào con. Đây là Tiểu Chí, đây là Lâm Đa. Chào chú. Chào chú. Nào, ta đưa các con lên lầu. Dân. Nhà chúng ta sửa rồi ạ. Con suýt chút nữa là không nhận ra. Đúng vậy, 2 năm rồi không về nhà. Đây là phòng trước đây của con. Lần này thì con nhận cái đi. Bỏ ra giường và chăn. Nhà đã mới cho con rồi, cảm ơn ba. Anh ở trên lầu. Dân, đi thôi. Sư phụ, đi cờ cửa hàng đi. Bệnh à? Chưa thấy người đẹp bao giờ sao? Sao lại đeo màu hồng chứ? Anh đã đi. Buổi tối không được đi lung tung. Dân thưa chú. Phòng này không tệ. Có phòng này, đứng yên. Làm gì thế? Ta cảnh cáo cô, phòng này không ai được ở, ai cũng không được đụng tới. Nếu không, hậu quả tự gánh lấy. Ba, con đi tìm phòng cho đó. Mau xuống ăn cơm. Ba, thật ra ba tôi rất tốt. Túi có gì vậy? Không có gì. Còn nói không có gì, rõ ràng là có đồ. Rốt cuộc anh là ai? Nếu không nói, tôi không xác đó. Nơi này núi nào hữu tình. Trên núi nhiều động vật quý giá. Ta ghét nhất là có người vì tiền mà tán tận lương tâm giết chúng. Hát tử, báo cảnh sát. Dân, sư phụ, đợi một chút đã. Các người hiểu lầm rồi. Các người hiểu lầm rồi. Tôi không phải là thợ săn. Tôi chỉ lên núi ngắm cảnh. Anh xem, tôi có sở thích nhỏ, chính là uống máu động vật. Con gà này là tôi mua ngoài chợ. Mua ngoài chợ, tôi thực sự không làm, làm những việc gian ác. Thật không? Ngày mai rời khỏi đi cho ta. Chúng tôi không chào đón anh. Được. Ba già rồi, có tóc bạc rồi. Ngốc quá, ai cũng sẽ già thôi. Người già rồi, tóc bạc tự nhiên sẽ mọc ra. Ba nhớ mẹ không? Còn nhớ trước đây, đều là mẹ cắt tóc cho con. Đúng vậy, tay nghề cắt tóc của mẹ con rất giỏi. Lúc đó, người đến xếp hàng cắt, đều tìm mẹ con. Ba hả? Chỉ có vọng dưới bếp thôi. Cho nên bà nấu ăn ngon hơn mẹ. Đương nhiên, con không thường về nhà. Nếu con thường về nhà thì bà nấu đồ ăn cho con sẽ ngon hơn nhiều. Bây giờ nấu xong không có người ăn. Ba, thực ra lần này về nhà có chuyện con muốn nói với ba. Vừa hay bà cũng có chuyện muốn nói với con. Đợi một chút nhé. Con xem nè, bằng ngành nghề của nhà mình đó. Có rồi nè. Giờ hay con cũng tốt nghiệp rồi. Tổng giám đốc xong, giờ con đảm nhiệm. Bà làm trợ tưởng cho con. Bà tin mối làm ăn này sẽ càng ngày càng tốt. Ba, thực ra con và A Thành đã chọn một công ty ở Thâm Quyến. Chúng con muốn gia chạm. Vậy à? Thẩm quyến cực tốt. Người trẻ nên ra ngoài gia chạm. Kiểu tóc này đẹp lắm. Không cần cắt nữa. Hộp đèn bên ngoài hư rồi. Bà đi sửa đi.
Á Thành à? Á Thành. Á Thành. Á Thành. Khốn kiếp. Á Thành đáng chết. Nana. Nana. Hình của mọi người chỉnh xong rồi, em muốn xem không? Cướp đi. A Thành, là anh sao? A Thành. Á Thành. Em yêu. Em không sợ ba. Kiểm tra phòng hả?
Tiểu Mạn, Tiểu Mạn à, không sao rồi, bà kiểm tra rồi, trong mồ nước có một con thỏ chết, nhất định có người cố ý bỏ vào. Cái bóng đó cũng là có người treo chiếc áo. Có phải chính ông không? Có phải là ông? Tôi không phải chỉ mới đẩy cửa thôi sao? Tại sao ông làm vậy? Nhất định là ông. Tôi nhớ rồi, khi ngủ có người cầm một cái kéo. Những cái này nè là ông làm. Còn nói gì mà hậu quả tự gánh lấy. Sao ông lại ác gì? Lâm Đa, rốt cuộc cô muốn làm gì? Sao có thể là chú được? Trong tiệm tóc này ở đâu cũng có kéo, cô đừng đấu mò nữa. Vậy là ai? Là ai chứ? Nếu hắn không đụng vào tóc tôi thì lại muốn giết tôi. Tôi phải làm sao đi? Được rồi, được rồi. Không chỉ có người đang treo cô. Không được, tôi phải rời khỏi đi. Tôi phải đi khỏi đi ngay. Tôi không chịu được nữa rồi. Cái này quái quỷ đi. Tôi không nên đứng đây. Điều trách anh. Được rồi Lâm Đa, cô đừng quán loạn nữa. Nếu mình khuya khoát thế này, cô đi đâu chứ? Chú ơi, chú nói có đúng không? Từ đây rời khỏi núi phải mất 2 tiếng. Trên núi nhiều thú dữ, muốn đi thì cứ tự nhiên. Đèn dây điện có thể bị cháy rồi. Hắc tử, lấy mấy cây nến. Dâng. Dâng sư phụ. Nào. Không được. Không được. Tôi báo cảnh sát thôi. Sao không có tín hiệu gì? Sao không gọi được? Trạm cơ trên núi có thể cũng bị sét đánh hư rồi. Muốn gọi điện thì phải lên đỉnh núi. Chờ đợi chúng ta phải chết ở đây sao? Tôi không muốn chết. Không được. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tiểu Chí, Dương Tiểu Chí, chúng ta về nhà thôi. Ra đi, Dương Tiểu Chí. Dương Tiểu Chí. Tiểu Chí đâu? Tiểu Chí ngoan như vậy, sao lại có người muốn hại nấy chứ? Bắt lấy cô ta là hung thủ. Thần kinh hả? Tôi thần kinh à? Mọi người, sao đây là gì đi? Là đồng hồ của cô ta. Bây giờ đồng hồ bị đứt dây, nhất định là cô ta giết Dương Tiểu Chí. Đúng, đồng hồ là của tôi, nhưng với đồng hồ không đứt ở đây. Xin lỗi, không sao, không sao. Để tôi sửa hết cho. Đưa tôi sẽ sửa. Tiểu Chí để đồng hồ đi sửa. Cô còn giả miệng nữa. Tôi giả miệng làm gì chứ? Cô ngậm mắt phun người. Tôi ngậm mắt phun người à? Vì tôi cướp mất người đàn ông của cô. Cô uất hận trong lòng. Muốn trả thù tôi hả, đúng không? Cô hại tôi đủ chưa? Còn muốn hại người đàn ông thích tôi nữa. Có phải không gì? Rồi đàn bà như cô, sao độc ác vậy chứ? Cô nói gì? Ai cướp được ông của ai chứ? Chính là tôi. Cướp người đàn ông của cô. Ai bảo cô không chú ý anh ta? A Thành à, lời cô ta nói là thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Chúng tôi ngủ với nhau mấy lần rồi. Với cô mắt của cô, lẽ nào thật sự cô không biết hả? A Thành, khốn nạn. Tiểu Mạn, anh... Tiểu Mạn, Tiểu Mạn, Tiểu Mạn. Chuyện không phải gì đâu. Tiểu Mạn à, nghe nói đã. Tiểu Mạn, khốn kiếp. Tiểu Mạn. Ba. Con gái ngoan. Mà thầy con,
cho tiểu tử thứ đó một trận rồi. Đừng khóc nữa ba à. Ba không làm anh ấy bị thương chứ. Con xem con kìa, đến giờ còn nhớ đến nó nữa. Ba chỉ đấm vào đó mấy cái thôi. Ba, tại sao chứ? Tại sao ba có thể luôn luôn đối xử tốt với mẹ? Mẹ đã đi lâu rồi, ba vẫn luôn nhớ mẹ. Bởi vì mẹ con luôn ở bên ba. Nhưng mẹ đã đi nhiều năm rồi. Còn anh ngốc à, trong mắt con, khi thực sự nhớ một người, người đó sẽ luôn bên cạnh con. A Thành, nước đi. Đi đi. Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Chúng ta không thể bên nhau. Nhưng em yêu anh. Nam Đào, tôi thật sự không thích cô. Cô đừng mắng lấy tôi nữa. Chúng ta không thể sai. Mình không sai nữa, không thể thế đi được. Bây giờ như vậy, không tốt sao? Cuối cùng chúng ta có thể bên nhau rồi. Đợi trời sáng thì chúng ta rời khỏi nơi quỷ quái đi. Nam Đào, tôi sẽ không đi với cô. Bây giờ tôi hiểu rồi. Người tôi yêu là Tiểu Bạn. Xin lỗi. Không, anh sẽ đi. Anh nhất định sẽ đi với em. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông ra. Buông tôi ra. Chuyện gì vậy? Không phải tôi. Hai chúng tôi cùng đi với nhau. Của tôi. Không thể nào. Nãy nào nhân lúc chúng ta ngủ đã có bị lấy bàn tay của chúng ta. Các người muốn làm gì? Nếu như con ma tới, chúng ta làm sao thoát được? Chúng ta đông vậy, sợ gì chứ? Nếu như con ma đó ở giữa chúng ta, nói gì vậy nha đâu? Trên đời này là như có ma. Có ma hay không? Trong lòng ông rõ nhất. Đừng có lung tung nữa. Chúng tôi nhiều người vậy sẽ bảo vệ cô. Tôi sẽ không mắc bẫy ông nữa. Các người đều là lừa đảo. Nam Đào, anh cũng là lừa đảo. Tôi sẽ không tin các người nữa. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà. Được, sáng mai tiễn cô về nhà. Đừng lo lắng nữa. Nghỉ ngơi trước đã. Nghỉ ngơi đi. Không được giúp ích. Lùi lại. Lùi lại. Không được qua đây. Lùi lại. Mở tiệm đi. Cướp là bắt cướp. Cướp là bắt cướp. Hôm nay tôi cho các người biết ông là cướp là ma gì. Bây giờ anh cứ muốn nói gì không? Cả đời tôi hận nhất chính là nhóm các người. Kẻ săn thú, di chút tiền, giết hại sinh linh. Tiện chí là do phát hiện được bí mật này, anh mới hại đó. Hãy quẩy ra, anh trốn không được đâu. Không được qua đi. Nhốt qua đây hả? Thì nhất quẩy đó. Không được qua đi. Lùi lại. Đi. Cần được theo qua đi.
cứu. Cứu với. Quá đi. Sư phụ, anh ta có súng. Không sao đâu, để ta nghĩ cách đã. Đi. Giết từng người, gắt người mù. Ra đi, đừng trốn nữa. Đi theo tôi. Nghe lời. Sư phụ, con bắt được rồi. Giữ chặt anh ta. Em đang chảy máu. Nghe theo bằng chứng tội phạm của ông ta. Ra đi. Tôi thấy cô rồi. Ra đi. Đàn bà thối. Dành lấy đồ của ta hả? Nói cho cô biết, đừng để ta bắt được. Bắt được cô. Ta nhất định sẽ bám sát cô ra. Cô ra đi. Ra đi. Ra đi. Ra đi. Ra đi. Nói cho cô biết, khách sạn này chỉ có một cửa ra. Cậu trốn không thoát đâu. Ra đi. Nghe lời. Đàn bà thúi. Đàn bà thúi. Cô có thể chạy đâu chứ? Ta bắt được cô rồi. Muốn chạy à?
đạn bao túi, đi chết đi. Đi chết đi. Đạn bao túi, đi chết đi. Ngủ xuống, xuống giàn đi. Đi chỗ chim dương đi. Ma, ma, ma. Xin lỗi, tôi không cố ý hại cô. Là do cô mà. Do cô trượt chân xuống vách núi, tôi chỉ có thể trông các cô. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Ma. Xin lỗi, xin lỗi. Cô vô tình ngã xuống vách đá. Tôi không cố ý làm hại cô. Xin lỗi. Tôi không cố ý làm hại cô mà. Em muốn... Em đi đâu đi? Em đi tìm ba em. Tiểu mạng đừng vào đó. Tin anh đi, nguy hiểm lắm. Nhưng ba em đang ở đó mà. Có ma đi. Anh thật sự tin là có ma quỷ sao? Chỉ những người cảm thấy có lỗi mới tin có ma quỷ thôi. A Thành à, em phải làm gì? Ba em ở trên đó. Chú bị ngã xuống. Ba, ba bị sao vậy? Ba ơi dậy đi. Hắc tử, hắc tử, ba. Ba, nhà mình bị ma ám thật đó. Con à, trên đời này sao có ma được? Đây là nhà của ba con mà. Ta đã xây bằng mồ hôi nước mắt. Từ khi sinh con ra, con đã sống ở đây. Làm sao có ma được chứ? Chú, trên đời này có ma thật mà. Cả tiên mạng và con đều thấy nó. Ta chắc là cậu đâu có nhìn rõ nó đâu. Ta không tin chuyện ma quỷ, nhưng con đã thấy thật mà. À, ma nữ đó nói tên Sơn Trộm đi. Tên Sơn Trộm ở trên lầu ấy. Chết như thế là đáng. Đáng đời tên Sơn Trộm đấy lắm. Tiểu mạng à, để ba đứng dậy nào. Để ba lên xem lại cho. Ba cẩn thận đó. Sư phụ. Ba. Anh Thành, cầm lấy. Chúng ta đi thôi. Cũng không được đi, nguy hiểm lắm. Ba đừng lo. Tên xấu xa đó không chết thì cũng phải ăn đòn. Còn phải xem trên lầu có thế nào. Đừng quên Tiểu Chí còn trên lầu. Nhưng mà nếu trên lầu có ma thật, chẳng phải là ba đã nói ba không tin chuyện ma quỷ sao? Thằng khốn, nhưng bảo vệ tính mạng. Nếu mà gặp chuyện gì, ta sẽ giết cậu. Chứ đừng lo, con sẽ mang tấm thân đi để bảo vệ tính mạng. Anh chị nhớ cẩn thận đó. Đây toàn là hình nhân thôi. A Thành, nhìn đi đi. 3 2.
Sư phụ, đứng lại. Con định đi đâu? Trời hết mưa rồi, con muốn đi xem điện đớm thế nào, xem con mở điện lại được không. Máy biến áp hỏng rồi, tối nay không sửa được đâu, để mai rồi tính. Vậy thì để con mở cửa. Mở ra cho thông thoáng. Không cần đâu. Hắc tử, đôi khi ta xem con như con mình, sao con lại lấy tiền của ta chứ? Sư phụ, 10.000 đó là để làm vốn cho tiểu mạng ra kinh doanh, sao con lại lấy đó? Sư phụ, trước đây con đã bảo sư phụ rồi mà, con không lấy tiền. Chỉ có hai chúng ta trong cửa tiệm lúc đó, nếu con không lấy thì ai lấy đi? Chuyện đó có thể là không phải con mà. Hắc tử, nếu con cần tiền cứ đối với ta, ta sẽ cho con mà. Nhưng đừng trộm như thế. Sư phụ, thật sự không phải là con. Con thề con không lấy nó. Con đã nói là với sư phụ rồi mà. Không phải con đâu, con chỉ muốn rời khỏi chỗ này. Ở đây đáng sợ quá. Nhưng sư phụ à, ông ấy cứ khăng khăng là em lấy. Ai lấy 10.000 con mấy, chứ em không lấy đâu. Không phải em đâu, đứng dậy đi. Đi cái động quá, ngồi xuống đi. Chú ơi, cô tìm thấy nó trên lầu. Sáu cạnh xung quanh hình dân. Có con nghĩ chuyện này đơn giản thế đâu. Con nghĩ hẳn lại khác đã làm. Tại sao lại thế này chứ? Ba, nhà của chúng ta có tầng hầm đúng không? Không có. Nhà chúng ta xây kiểu truyền thống, không có tầng hầm gì cả. Thế căn phòng của ba không cho con vào là thế nào hả? Không thế nào cả. Ba đã khóa nó những hai lớp, làm sao có ai vào được chứ? Những ít người như vậy, họ ở đâu mới được chứ? Giờ chết cả rồi, thành xác không hồn cả rồi. Con thử tìm lại xem. Nhưng từ căn phòng con ra, chúng tôi kiểm tra tất cả rồi. Con nghi ngờ tao sao? Không đâu ba. Ba à? Ma kia, ma kia. Hắc tử, em làm sao vậy? Ma kia. Chị thấy mạng à? Có ma. Ý em là con hình dân đó hả? Em thấy ma mà. Ả đi lại chỗ cho em đó. Em thấy gì vậy? Em nói sao? Đừng có sợ. Không có ma đâu mà. Là lỗi của em. Là lỗi của tôi. Em đã băng qua rừng. Hôm ấy, khi em trèo xuống đồi, bỗng nhiên một cô gái mặc đồ trắng, một cô gái mặc đồ trắng đã tóm lấy em. Người cô ta đầy máu, cô ta nắm lấy chân em. Một cô gái trong rừng đã cầu cứu em. Cứu tôi với. Một tên thợ săn trộm trong rừng muốn giết cô ấy. Cứu tôi với. Đừng qua đây. Lúc đó em sợ lắm. Em rất sợ. Em bỏ chạy. Sau đó thì em nghĩ lại. Em nghĩ lại và muốn cứu cô ấy. Em đã muốn. Nhưng khi em quay lại, cô ta đã biến mất rồi. Em chỉ thấy một cái túi màu đỏ và một cái kẹp, cái kẹp tóc, một vũng máu. Từ ngày hôm đó, em liên tục gặp ác mộng. Em mơ thấy cô ấy quá thành ma. Cô ấy biến thành ma và đến tìm em. Cô ấy bảo rằng em đã không cứu cô ấy. Tất cả những người ở đây, cô ấy muốn giết mọi người ở đây. Là em có lỗi rồi. Lẽ ra em nên cứu cô ấy. Em đã khiến mọi người dưới nhà chuyện này rồi. Em kêu mọi người theo tôi. Hắc tử à, không sao cả rồi. Chị Tiếng Mặn, là ở đi. Chờ chút đã. Sao còn lại nói là chỉ có cái túi? Cô cả cái đầu đi đi. Em không biết. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Là một hình dân. Không phải.
Không phải tôi. Xem cậu kìa hát tử, cậu làm như vậy, cậu chơi cái gì vậy? Không phải tại tôi đâu. Cái túi đâu rồi? Không phải tại tôi, không phải tôi mà. Chơi kéo là của em. Có ba đó, nhanh lên. Có ba đó, đi khỏi đây thôi. Còn bà đó đang đợi chúng ta ở đây nè. Đợi với chúng ta, em xin chị, hãy đi thôi. Mình về đi, về đi. Đi. Chị Tiểu Mạn. Cứu tôi. Cứu tôi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Chị Tiểu Mạn, chị làm gì đây vậy? Thứ này là của em. Đúng vậy, là ba chị cho em. Sau khi em học việc xong thì sư phụ đã cho em mà. Có hai cái như vậy. Một cặp hai cái. Vậy còn một cái đi đâu? Cái còn lại em chưa dùng tới nữa. Trên bàn trong phòng của em đi. Nhớ dẫn. Cái còn lại, cái còn lại đang ở trong chân ba chị. Không thể nào. Thật sự là không thể. Em đã nói dối chị. Em muốn giết ba chị. Em ăn cắp tiền cô mấy. Em không có mà. Em không muốn giết sư phụ đâu. Đừng bị khổ nữa. Không có mà. Tin em đi. Chị Tiểu Mạn à, em không bao giờ dám. Em không bao giờ dám giết ai cả. Em nghĩ chị sẽ tin em nữa sao? Chị quen biết em lâu như vậy, chị không nghĩ em là loại người như vậy đâu. Lừa lọc hay gây chuyện. Em không có mà. Không phải em đâu Tiểu Mạn à. Thôi nghe đi. Em giấu những người còn lại ở đâu? Tại sao em làm việc này? Không phải em mà. Tin em đi. Chúng ta phải đợi đến sáng có cảnh sát đến. Hát tử, em đã trở thành loại người thế này sao? Chị không giúp em đâu. Không phải em mà. Tin em đi. Em. Ba. Chú gặp nguy rồi, đi thôi. Đi thôi. Chị Tiểu Mạn, đừng bỏ em lại đi. Ba. Tiểu Mạn, nhìn đi. Hát tử. Dấu tay đầu tiên là của Tiểu Chí. Thứ hai là Lâm Na. Thứ ba là tên giết người có hình xăm. Thứ tư là của Hắc Tử.
Thứ năm là của ba em. Thứ sáu là của anh. Thứ bảy là của em. Tiểu Mạn, em có thấy không? Mọi người trong chúng ta đều bị đánh số, là con số trên những hình nhân đó. Ai cũng có số cả. Những con số đó là thứ tự. Thứ tự phải giết. Ba của em vừa biến mất rồi. Con số của mấy? Là số 5. Là 5 rồi. Của anh là 6. Còn của em là 7. An Thành, đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Đứng lại. Ba ơi, ai cho con vào phòng đi? Con lấy chìa khóa đâu vậy? Con lấy trong hộp bàn của ba đó. Đừng lấy chìa khóa của ba nữa, rõ chưa? Vâng ạ. Đừng bao giờ bước vào phòng này nữa, nghe chưa? Con nghe rồi à? Con sẽ không làm vậy nữa. Đừng khóc nữa. Kể từ đó, em không bao giờ vào phòng này nữa. Đã lâu lắm rồi, từ khi mẹ em mất. Á Thành à, lùi lại đi em. Giờ em đã biết. Vì sao ba mươi năm nay ba em lại luôn đi? Anh đã bảo bản với mẹ. Hơn 10 năm nay rồi, ông ấy đã chịu đựng như thế này. Chính thật tuyệt vời. Kể từ khi em bắt đầu biết chuyện, ba của em đã rất ít khi cười. Mẹ đã mang đi hạnh phúc cô mấy, tất cả hạnh phúc cô mấy. Ông ấy đã rất cô đơn. Nhưng mà em chỉ muốn đi, em chỉ muốn rời xa ông ấy. Hẳn ông ấy đã buồn lắm. Nhưng ông ấy lại chẳng nói chuyện gì cả. Em cảm thấy có lỗi lắm. Tại sao mà em mất? Từ khi em bắt đầu biết chuyện, ba mẹ của em đã trong đêm tìm cắt tóc này. Mẹ cắt khéo lắm. Ai cũng ngưỡng mộ mẹ. Trước mặt em chưa bao giờ thấy họ cãi nhau. Gia đình em đã rất hạnh phúc. Đây là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Cho đến khi em lên 10, mẹ vào rừng, mẹ vô tình gặp phải lũ săn trộm. Chúng ta thấy mẹ và bắn chết mẹ. Giờ thì anh hiểu rồi. Khi không tự nhiên ba em ghét bọn tội săn đến như vậy chứ. Ba của em đã giữ tiệm tóc đi. Sau này ba mới sửa lại thành khách sạn. Để sau khi em tốt nghiệp, em có việc làm. Giờ thì ông ấy
muốn mở rộng việc kinh doanh hơn. Ông ấy đã cực khổ nuôi dạy em như thế và chăm sóc tốt cho em, nhưng em lại không được như mấy mong mỏi. Em thật ích kỷ. Tiểu Mạn à, em là một đứa con ngoan. Ba mẹ của em sẽ tự hào về em lắm. Vậy thì tại sao anh lại muốn bỏ em? Anh cứ muốn bỏ em đâu. Tiểu Mạn, là lỗi của anh, nhưng anh thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa em. Anh xin lỗi, anh đã không cưỡng lại được cám dỗ. Đêm hôm ấy, anh đã sai quá. Anh đã sai lắm. Anh thật sự không biết chuyện gì xảy ra nữa. Anh đã sợ rằng em sẽ giận, nên anh không kể với em. Nhưng Lâm Đà cứ quấy rầy anh và đe dọa anh nữa. Anh sẽ... anh không biết làm sao nữa. Tiểu Mạn, em ta thứ cho anh được không? Mình làm lại từ đầu và anh sẽ tốt với em và không làm gì sai nữa. Tin anh đi. Hãy cho anh một cơ hội. Hãy cho anh một cơ hội đi. Cho anh một cơ hội đi. Em tha thứ cho anh. Em tha thứ cho anh. Anh lại đi đi. Em tha thứ cho anh sao? Em tha thứ cho anh. Tí Mạn, đừng quấy ra. Chạy thôi. Tí Mạn. Á Thanh. 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 Ba. Ba. A Thành. Nếu có chuyện gì xảy ra với con bé, tao sẽ giết cậu đi. Đừng lo, con sẽ đem tấm thân này để bảo vệ cô ấy. Tôi xin bà, tôi xin bà. Đã yêu cô. Và sao cô không thích nó hả? Ai cơ? Nhưng Tiểu Chí. Nhưng Tiểu Chí. Ừ đúng rồi. Nó yêu cô. Nhưng tại sao cô không thích nó vậy hả? Tôi là anh ấy không đủ mạnh mẽ, không biết hài hước, là không đẹp trai. Tôi thật sự không thích anh ta. Nhưng cô có biết, vì cô, nếu dám vì cô mà chết đi. Xin lỗi, tôi thật sự rất tiếc.
Tôi thật sự rất lấy làm tiếc. Cô đi thích đó nghe. Tôi xin bà, tôi xin bà, đừng mà. Tôi xin bà, đừng mà. Đừng. Dừng tay. Bỏ từ đó xuống ngay. Không tôi bắn đi. Quay lưng lại. Tôi muốn biết bà là người hay ba. Tiểu Chí, Tiểu Chí, vậy ra đêm nay làm bài trò này hết hả? Tại sao lại đi? Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi buồn vì thấy hai người bên nhau. Tôi muốn trả thù anh, nhưng tôi không biết, tôi không giết ai cả. Tìm tôi đi. Vậy bằng cách nào? Vậy tại sao cậu mang chúng tôi đến đây? Bà chị ở đâu? Em mang quý đâu rồi? Em không biết nữa. Em thật sự không biết. Không phải em mà. Là con ma đó. Tôi không tin trên đời này có ma. Sao lại có ma chứ? Em nói đi, em không biết mà. Em đang vẽ thì có con ma xuất hiện trong phòng em. Bà ta nói để bà ta có thể trả thù cô. Bà ta bảo tôi giải làm bẫy. Nếu không thì bà ta giết tôi. Bà ta đến đi rồi. Là bà ta đó, chạy nhanh đi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Kéo tôi với. Cứu tôi với. Ba. Ba. Nãy giờ ba đi đâu vậy? Chúng con không tìm thấy ba. Lúc nãy ba thấy con mang hắc tử đi. Ba lo lắm. Mình đi xem thế nào đã. Nhưng ba không cẩn thận nên bị ngã. Khi ba thức dậy, ba bò về. Ba, nhà chúng ta có tầng hầm phải không? Tầng hầm. Ừ. Nó trông như là tiệm cắt tóc. Căn phòng có quan tài đó. Bà cắt tóc trong đó phải không? Không thể nào. Không thể nào. Sao lại có một nơi thế này chứ? Tiểu Mạn à, giờ mà từ đó xem nào. Bà đừng cứ động. Ở đây đâu có ma. Chúng ta không vào đó được đâu. Sao có thể được chứ? Tiểu Mạn à, chỗ đó là nơi con biết rồi. Đó là nơi ba bầu bạn với mẹ. Chỉ có ở đó mẹ con mới có thể ở bên cạnh ba. Đã hơn 10 năm rồi. Ba à, Mẹ con đã sống lại rồi sao? Con sẽ không đi đâu cả. Mẹ đã đi rồi. Con sẽ ở bên cạnh ba. Mẹ con chưa bao giờ đi cả. Con sẽ không đi thẩm quyến. Ba, con sẽ ở đây chăm sóc ba. Con sẽ trông nom tiệm cắt tóc. Sẽ trông nom tiệm cắt tóc này và khách sạn. Con sẽ không đi đâu cả. Tiểu Mạn à, còn trẻ thì phải đi đó đi. Còn ba, ba sẽ không sao đâu. Không, mẹ đi rồi bà. Con sẽ ở lại với ba. Con không muốn mất cả luôn ba. Con quá ích kỷ. Con đã không nghĩ đến việc ở lại và chăm sóc ba. Con xin lỗi. Con rất xin lỗi. Không sao đâu.
Ba ơi, mẹ ơi, bà mẹ đâu rồi? Ba mẹ ơi, ba ơi, mẹ ơi. Thất tử, A Thành. Bà có phải là mẹ con không? Con là Tiểu Mạn. Con là con gái Tiểu Mạn của mẹ. Mẹ ơi, nhấc con lên tắm. Đây là quà mẹ tặng con đi. Con là Tiểu Mạn thật mà. Cô ở yên đi. Tôi không để cho cô hành động gì đâu. Tránh đi cho tôi. Không được. Tôi đã bảo tôi không thể nào để cô giết người được. Tôi sẽ giết chúng đó. Ba ơi, mẹ ơi, có chuyện gì thế? Chuyện gì vậy? Nghe đi. Cô không được làm vậy. Tôi đang bảo vệ con gái tôi. Tiểu Mạn sẽ không sao. Tôi muốn giết chúng đó. Tiểu Mạn sẽ ở bên chúng ta mãi mãi. Còn bé không được đi đâu cả. Tiểu Mạn nói nó sẽ không đi đâu. Con không đi nữa mà. Đừng giết người vô tội. Con sẽ không đi đâu cả. Con sẽ bên cạnh mẹ mãi mãi mà. Mẹ đừng giết ai cả mà. Sau bao nhiêu năm nay, thật không dễ dàng gì. Tôi sẽ không để Tiểu Mạn rời xa nữa. Tôi muốn giết chúng đó. Giết chúng đó. Không, tôi sẽ không để cô làm thế. Tôi giết chúng đó đi. Chúng ta phải phá cửa. Ba, mẹ con đi rồi. Nhiều năm rồi, mẹ con, bà ấy nhớ con lắm. Mẹ đã luôn nhớ con lắm. Con biết, con cũng nhớ mẹ lắm. Vì vậy, khi bà cắt tóc, ba luôn có cảm giác mẹ đang ở bên cạnh ba. Mẹ ở bên cạnh ba và mỉm cười với ba. Bà ấy nói ba vẫn chẳng khá lên gì cả. Và cả đời này ba cũng chẳng giỏi như mẹ đâu. Mẹ sẽ luôn bên ba mãi mãi. Bà ấy phải đi rồi. Bà ấy nói thế. Chỉ có con đỡ bên cạnh ba thôi. Bà ấy sẽ đi. Đến nơi cần phải đến. Bọn mày ở đây cả rồi. Ta không cần. Tìm đèn đứa chúng mày nữa. Giữa đêm khuya thanh vắng, gió thổi mạnh. Đừng đâm vào con gái tôi. Và lửa sẽ chẳng còn vật chứng gì nữa. À chết trước nào. Thịt tươi. Bé ngoan. Thằng heo. Lão già chết tiệt. Để làm gì con gái tôi? Ôi, tình cha vĩ đại. Lão muốn có ra ma không? Ta sẽ cho lão thành ma thật. Để làm gì ba tôi? Bố hiền con ngoan. Được lắm.
ta sẽ cho chúng mày chết chung. Không được. Chết đi. Á Thành, Á Thành, Tiểu Chí, chết đi. Ba, để xem ai giúp được lão nữa. Không ai được làm gì ba tôi. Anh đã hỏi chúng anh, ông ấy đã là nhà tâm lý học. Ông ấy nói em sẽ phục hồi.